Dạ, ở cái chỗ của thì với mọi người ở không có mạng, mà con không có sống, mà con không bác. Cho nên bây giờ mấy anh em phải lên núi kiếm cái chỗ mà có 4G á. Dạ. Đổ đường nữa kìa. Trời ơi, chắc chết. Bên đây nè. Trời ơi, ơi. Sao em nhớ lộn rồi mà. Đúng rồi, đây nè. Qua đây nè. Đây nè, phải không? Đi cẩn thận mấy đứa ơi. Bây giờ em mang đôi dép này khó đi nữa chứ. Trời ơi, nửa đêm nửa hôm. Đây nè. Đi kiếm 4G bà con cô bác ơi. Đúng đường rồi đó. Đúng chưa? Đúng rồi đó. Đi kiếm chỗ có mạng để kiểm tra tin nhắn. Từ sáng tới giờ mấy anh em bị mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài luôn. Ủa rồi sao nữa? Đi xuống dưới. Ừ, đi xuống. Đi vào đâu xuống này hả? Đi ở xuống hẻm á. Mới đang đi lên đó. Đi nhanh vậy? Xong lát về bất bình ít luôn. Thì đi tìm mạng. Ê, được vàng rồi nè. Giờ cái đó mình làm nha. Đi lượm được vàng. Đi tìm mạng mà giống như là đi săn kho báu luôn. Đi cực đông rồi chị, cá chỗ đây là cá nguồn nước duy nhất thôi. Nghĩa hả? Ủa? Nước này là ở trong núi chảy ra hả? Ừ, nó chảy ra. Ồ. Ở đây chỉ có chỗ này có nước thôi. Nước này uống được không? Ừ, nhưng mà cái này nó bị đóng ghê rồi. Nước xương vậy. Nước từ trong mạch nước.
rồi. Đây. Để xài giờ phải leo lên đỉnh núi để chúng ta chờ. Hai chị em thì ngồi đây làm việc, còn sư phụ thì sung sướng không gọi điện cho gia đình. Đó, bởi vì lửa gốc nào ngồi xa xíu.
chưa bao giờ mà đi làm clip mà thấy cực vậy luôn. Nhưng mà đặc biệt là có những trải nghiệm chưa bao giờ có. Mê du lịch mà. Cũng nhiều này kia nó không có điều kiện để
lơ vậy đó. Chứ gặp đúng tần số rồi cỡ nào cũng chạy theo anh hả? Chứ anh đâu có làm việc cũng thoải mái lắm, làm việc đâu có văn phòng gì đâu, đâu có giờ giấc đâu, khi nào có việc tình hợp tạm ra làm. Lên núi cao nhất hả? Chị chứ em có thấy ai mà đi 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 du lịch trải nghiệm khám phá mà toàn là ngủ không? Mấy anh á? Giờ ngủ giờ mới tỉnh táo. Mấy anh kêu em đi chứ. Đi là đi. Em nói trời, em thấy sư phụ ngủ ngon quá trời, sư phụ ngủ thêm chút nữa đi không nữa kêu. Thế xong mấy anh hỏi chứ bộ anh bị mất ngủ chứ lắm hả? Nói không, anh bị thiếu ngủ chứ đâu bị mất ngủ, anh nằm đâu anh ngủ đó. Bốn tuổi mà ai luôn bốn tuổi
vậy là 8 ít đâu. Ít đó. Khác vậy đi, tính vậy đi. Thì có ông bạn anh thời của em còn thời đàn giàu không? Thời thời nhỏ xíu rồi con. Với lại ở quê em nè, là dùng sâu dùng xa dữ lắm, cho nên cũng mới có điện rồi đây à. Tức là em không có phải là một đứa trẻ sơ lớn lên ở Phú Thị, nên là em cũng trải nghiệm đầy đủ lắm chị. Còn xa đàn giàu còn đi đường đất đúng không? Dạ đúng rồi. Là tía em là phải vừa khiêng chiếc xe đạp mà vừa cõng em á. Với lại đặc biệt là thời đó không có đèn đỏ nha, miền Tây lúc đó đâu có đèn đỏ đâu. Thời đó lúc mùi em mới biết cái đèn đỏ ra sao. Thời đó gì ở mắc cười ghê. Trời ơi, thích ở quê mình cũng có cái đèn đỏ giống như thầy vô. Đang dừng lại cho có cái bực gì đâu. Dừng lại cho ách. Hồi đó em nhớ đi lên Đà Lạt, có lúc nào thuyết minh là thành phố 30 á. Không đèn đỏ, không bật máy rồi đó, mà giờ có hết trơn rồi. Thôi bây giờ mình đi xuống. Giờ đi xuống mà đi lạc mấy đường này không giữ à. Em nhớ là giữa hai cục đá á, thấy giống như cánh cổng á vậy anh. Trên thuốc sức lát của em mà hả? Nè không có, nãy em sắp em để ba lô rồi, em đâu có đem theo tay. Cũng thầy ra thầy ô của anh á. Đúng rồi, hồi nãy em thấy anh ngồi mà anh chạy vậy thầy. Không nói nào, xin nhiều bỏ gì trời. Cái sự lại quá. Làm đây làm tài liệu cái sự lắm. Làm đi hả? Đi làm tài liệu cái sự làm mấy lắm nha. À, nhưng mà cực lắm. Cửa này theo. Hả? Cửa này không? Này có gì đâu cực. Cực hả? Đồ, theo cái học sinh đó, theo nghề nghiệp, theo bà con á. Phải theo đúng của người ta luôn. Có phải là mình kêu muốn chích già sắp chích cho tôi, người già sắp chích cho tôi người ta. Ở Nha Trang này là có một cái nghề nữa là rất là hay luôn, là nghề lưới đăng. Lưới đăng đi ở ngoài biển, người ta lấy lưới người ta kéo cá khô quá. Trời ơi, kéo một mẻ cá khô là nhưng đã lắm. Đã bắt đi buổi chiều quá. Đi buổi chiều ra kéo người ta đi về. Trên tàu nó lắc lư á. Trời ơi, cây ra mà giữa biển nó đang đập kìa, nó lắc lư đi. Đập tàu luôn. Trời ơi, giữa sang rồi, sâu bật lẻ cháy tàu lắm rồi đó. Đi Khánh Hòa nè, anh ở Khánh Hòa, quyện quên rồi, có một cái làng nghề làm pháo hay lắm. Đó, đang quay. Có làng nghề làm bún Duyên Khánh nữa. Cầm cơm nữa. Có làm nghề làm ốc ở bên Bích Đầm. Ốc gì ạ? Làm trên ốc á. Ở bên đảo Đầm, đảo Đầm cũng hay lắm á. Ủa sao thấy kỳ kỳ? Đây. Bây giờ là mình đi xuống đây là mình đi ấy rồi. Đúng rồi. Ủa mãi nãy mình đưa con nhớ đi ở biển không? Mình có đi nghe. Chưa tới. Rồi vậy mình chỉ đọc ở biển về. Vừa đó. Hey.
thì nếu mà tụi em đi mà không biết đường đi á, nó làm dấu, còn mình cầm đá này làm dấu á, mình đi thả vậy nè, đó mình thả được đường rồi mình sao mình không nhìn được cục đá nào rồi để thì mình phải không nhìn được cục đá của mình. Cảm giác là mình đi bảy rồi đấy. Đúng rồi đó, đi đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi hết giá rồi cái hàng. Có đầu nữa mà. Ở đâu có đi gì ta? Không có đoạn nào đi về đâu. Rồi mình kiểm nha. Chân không dài là bây giờ hơn gái chân dài. Bên đây là anh này. Bên đây à? Bên này á? Ừ. Bên này bên kia.
đường dễ lạc thì có đường cũng có giống giống nhau. Chúng ta cái đường mà mình mới vừa đi mà mình quay lại mình còn không nhớ hết chị ha. Nhưng mà gần nó đâu có quá xa đâu. Mà còn là dễ định hướng nữa. Để mấy anh còn ngồi lại tuyệt vời. Tụi em đã về an toàn rồi bà cô bác ạ, con cô bác. Dạ thôi vậy mấy anh em xin chào tạm biệt bà con cô bác ạ. Dạ, cảm ơn, gặp lại. Dạ, bà con cô bác.